So FOA chờ vì đó sẽ là cơ hội để chúng ta được làm lại. Anh nhớ lại giây phút khi bên tai em vội khóc òa, anh đưa tay gạt tóc đỡ lấy nước mắt em nhạt nhòa. Vụ đám cưới chỉ là kỷ niệm đã xa, tất cả câu chuyện chỉ là ảo tưởng đánh lừa ta. Và đôi khi những nụ cười chỉ để làm quà, còn nước mắt chỉ đơn giản là hàng giả. Anh để dành nước mắt này cho em, còn những nụ cười hướng về nơi khán giả. Nên là những con người xa lạ hỏi biết gì về anh và chuyện của hai chúng ta, em chỉ đơn giản là khi viết bài hát lại lớp nào ra làm chủ và đánh lừa ta. You ever heard?